Nay mình sẽ làm cái miếng thịt lợn chiên bản to nhé, làm sao cho nó ngon mà bé rất là thích nhé. Bạn cắt bản miếng thịt lợn ra. Đây là cái phần thịt này, thịt mông nhé. Mình sẽ khía nhẹ, mình không dằn thịt mà mình hôm nay mình khía nhẹ ra để thịt nó dễ ngấm gia vị. Thịt ra như vậy. Nó mềm thì khi chúng ta ướp. Đấy. Mình làm thành những miếng thịt to như vậy để mình chiên. Bạn cứ kia cho bạn đến hết nhé. Các bạn dùng cái búa các bạn dằn thịt cũng được, cái búa dằn thịt đấy hoặc sống con dao dằn cũng được, không thì cứ kia ra như mình. Nếu làm mà to quá thì bản nó to quá thì cắt bớt này cho dễ chia. Dần như này để cho cái miếng thịt của chúng ta nó ngấm gia vị á. Cắt bằng mỏng nhỏ nhỏ nhưng không đứt nhá. Thì cắt để cho nó khía ra như vậy. Ớt thì mình có trẻ con ăn nên mình không ướp nhiều loại gia vị, chỉ cần chút hạt nêm, chút nước tương hay là xì dầu để cho nó màu nó đẹp, thêm chút dầu hào nữa cho ngon. Dầu hào này nó làm mềm thịt nhé. Như này rồi bây giờ mình sẽ cho thêm quả trứng nhỏ vào, cho thêm quả trứng nhỏ vào như này để cho khi chiên nó vừa mềm thịt mà nó lại ngấm bột hòa quyện với cái bột chiên thì miếng thịt thịt khi chiên thì chúng ta nó ngon hơn đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ tẩm bột chiên giòn vào và cái bột sư tử để cho nó thơm hơn, nó giòn hơn. Và cái bột sư tử này cho vào nó sẽ giòn hơn, ngon hơn. Không cần nhiều bột sư tử đâu, chỉ cần một thìa cà phê nhỏ thôi. Nhiều quá nó đắng không ngon.
Rồi bây giờ mình mới cho cái bột chiên giòn vào. Bạn cứ chậm từ từ để cho nó có một cái lớp bột áo mỏng là được nhé. Một lớp bột áo mỏng bám đều lên. Rất là tiện và nhanh nhé. Để có những cái miếng thịt chiên đầm bột. Đấy, những cái miếng thịt là nó bám một lớp bột mỏng như vậy. Này các bạn, sau tí là mình sẽ cho lên chảo mình chiên thôi. Gia vị vừa ngấm lại bột lại vừa ngấm vào thịt. Mình sẽ chuẩn bị cái chảo để mai chiên. Các bạn cho một cái chảo dầu nóng lên nhé. Các bạn đặt miếng thịt vào, vài miếng thịt nữa. Là đều miếng thịt ra để cho miếng thịt của chúng ta cần một lớp bột mỏng như vậy thôi, nó đủ làm cho thịt của chúng ta nó vàng giòn ngon. Trên chỗ này là rất là đơn giản, miếng thịt nó vẫn giòn ngon và lại ngấm gia vị không bị khô quá. Khi ăn chúng ta chỉ cần cắt mỏng miếng thịt ra thôi, cho nửa vừa khi chiên. Thịt lợn là chúng ta chiên kiểu này ăn là rất là ngon mà lại đơn giản ấy. Các bé rất là thích ăn trộn với cơm à, kẹp về bánh mì ăn cũng được. Đây các bạn thấy không? Bên trong rất là mềm ngon, mình kéo cắt là được. Rất là mềm ngon, kéo cắt nhẹ nhàng.
bên trong không hề bị khô, bên ngoài thì giòn thơm. Vì bé nhỏ không thích ăn thịt mỡ cho nên còn bình thường các bạn dùng bao chỉ các bạn chiên cũng được nhé, hoặc là thịt vai, những thịt có lẫn cả mỡ và nạc, còn đây là chỉ nạc không. Chấm chút tương ớt hoặc là kẹp bánh mì ăn với cơm trắng đều rất là hợp. Cái món thịt này là vô cùng đơn giản, mình tiện làm cho con mình ăn thì mình muốn chia sẻ để các bạn có những món ăn rất là đơn giản luôn mà lại ngon ấy, mà nhanh ấy, làm rất là nhanh. Các bạn hãy làm giống mình nhé và đừng quên đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.